Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành AC đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là evoworld.io nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy cho mình một like, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Mình đang muốn tiến hóa, hôm nay quay lại và muốn tiếp tục là vãi đạn. Đông thế nhỉ, thì làm sao mình ăn được. Ok, lừa đấm thằng nào đấy anh em ạ. Ui, tí đấm thằng này. Khó nhỉ. Chúng ta sẽ phải đợi đó. Đợi 4 phút bao nhiêu giây để có thể thắng được thằng này. Khó. Khó. Tại vì là chúng ta sẽ hơi bị ấy một tí. Bây giờ mình đang vào thì nó sẽ hơi bị... Ui, trời, tí ăn được á. Đúng là khó khăn, thật sự khó khăn. Chúng ta cần xem quảng cáo để active cái thời gian lên này. 136.000 thì không có cơ hội gì chúng ta rồi. Tự nhiên lên được cái cấp này, tự nhiên là ăn được nhé. Tôi cũng không biết là sao tôi ăn được, tự nhiên ăn được. Ảo ma thật sự luôn. Ui, cái to thế. Biết đâu ăn được, biết đâu bất ngờ đúng không anh em. Lên được mình mấy nghìn đấy, mình 2.000 đấy, em bao nhiêu ấy? Tỉnh lắm anh em ạ, nó tỉnh lắm. Đấy, tôi vào rồi mà vào cái là chết mà anh em. Tôi còn bao nhiêu lần đấy đó. Còn nên active boost cái này được không? À, cái này anh em xem thêm quảng cáo nhé. Anh em sẽ xem thêm quảng cáo để ấy nhé. Để lấy thêm cái active boost nó khá quan trọng ấy. Cái active boost là cực kỳ quan trọng luôn. Không có cái active boost là chúng ta cũng không làm gì được luôn đấy. Ok, tôi sẽ kéo tạm cái này sang bên này. Từ đằng nào anh em vẫn phải xem quảng cáo mà. Nên tôi sẽ kéo tạm cái này để cập nhật một vài cái tình hình gì đấy, ABC gì đấy. Anh em cứ xem nhiều cái này vào. Và trong này cũng có rất là nhiều cái game khác anh em. moregame.io này, setting nhỉ. Sao chưa có tiếng của các nước khác nhỉ? Profile mình đang khá là 142 kill, lead the boss Bình Dương. Độc lạ Bình Dương. Mình thì mình mở hết rồi, mình đang đợi 36, 37, 38, 39 thôi. Đang đợi thôi anh em. Cho tiếp tục xem đi. Tiết kiệm xem được đấy. Mỗi tội là nó sẽ hơi bị ấy một tí. Resolve, game này thì quảng cáo cũng được chứ, nhiều quảng cáo phết đấy. Sáng tạo ra một cái game IO nhiều quảng cáo này cũng hay ha. Theo như mình thấy là như vậy. Ok anh em ơi. Rồi. Let's go, chắc là mình sẽ vào mình chơi à. Cái này còn chắc mình để chơi trận mới anh em ạ, chứ trận này thì đang không thể nào mà đỡ được rồi. Mình nghĩ là không thể đỡ rồi. Đợi thôi. Anh tip boost thêm phát nữa nhỉ. Anh tip boost thêm phát nữa nhá. Anh em hãy phải đợi tôi một xíu, đợi cho là cái trận kia nó kết thúc đi đã. Chỉ đằng nào cũng không thể làm gì được nên cho đợi trận nó kết thúc đã nhá. Ok. Mình nghĩ cũng sắp mà được đấy. 187.000 thì chịu à. Chịu. Thôi đấm rồi. Ô, chém nhau ấy, kinh thế. Định chém nó nhưng mà cuối cùng nó chém lại ngược ạ. À. Nhiều con khá tỉnh anh ạ. Thôi rồi, mình đang làm mình chả thua. Trận này thì mình nên bỏ qua anh ạ. Tại vì cũng không thể nào mới được ấy. Game này nó cũng phải may mắn nữa. Kỹ năng là một phần nhưng mà may mắn cũng tương đối anh em ạ. Rồi chúng ta cũng... tất cả đều là Unnamed Wario à? Không ai dám để tên à? Mình để tên này anh em. TVN. T ứng là... Đây, chúng ta sẽ trực chơi lại từ đầu anh em ạ. Chúng ta chơi hẳn lại từ đầu luôn.
Cái này cũng chưa chưa chắc có thể thắng được. À, may quá nhỉ. Tôi đang bị ho. Sorry anh em nhé. Sorry. Vì đang muốn tập trung tối đa. Mình không muốn chết được lúc này. Hình như mình đang còn tắt tiếng đi phải đúng không? Mình sẽ bật tiếng lên nhá. Ok. Bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh mà đánh đi anh em. Không có gì phải vội vàng đâu. Nice, hay quá. Và cứ di chuyển một cách bình tĩnh thôi, không có gì phải quá vội vàng. Thằng kia đang săn mình hay sao anh em? Nó cứ tập nó săn mình thì phải. Mình đang top 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 1 à top 2. Top 3 rồi. Khá khó nhằn. Cho nên nên cố gắng giữ cái vững cái này và đừng chết là được. Chết thì nó sẽ bị trừ rất là nhiều điểm. Nhé. Đấy, ăn này đi, được này. Thằng vua đang đi săn anh em, nó săn người. Trên này cũng có một thằng khá to, theo như mình thấy là như vậy. Mình đang đứng top 2, càng gớm nhỉ. Chúng ta đợi thôi. Đợi thời cơ thôi anh em. Chết anh em. Mấy thằng nhỏ nhỏ dễ chết lắm. Mega kill. Chết luôn ạ. Chém chết luôn anh em. Ui sao nó chém một mình nhỉ? Hỏi chấm luôn đấy. Quả đấy mình thấy nó hơi bất bất ngờ là mình nó có thể chém được mình nhá. Một trận chiến đấu khá khó nhằn anh em nhé. Kích trong tầm ngắm à. Hay, nice. Đổi chủ liên tục mà. To hơn chưa chắc đã ăn được. Đâu nhá. Nó cần phải tập trung anh em. Tay mình đang ấy quá, chảy mồ hôi nhiều quá. Thì mình đang căng thẳng. Vì quay vừa quay mấy cái game luôn. Không phải một game này mà mình quay mấy game rồi. Nên là tinh thần nó chưa được thoải mái lắm đâu. Điên thế nhỉ. Điên thế nhỉ anh em. Đừng quảng cáo được anh ơi, anh vừa xem rất là nhiều quảng cáo rồi ạ. Chết luôn á, thằng nào giết đấy, hai thằng cùng chém nhau. Hai thằng vừa chém nhau đúng không? 6 phút. Sáu phút rồi. Có kẹt. Thằng ấy khó phết đây anh em. Cứ đi chém nhá xong tính sao. Chém mày đã. Cứ định chém mình em ạ. Chết mày đi. Đi chém người. Thì chém tao thì nghỉ nhá cưng. Cái thằng to thường nó rất là tỉnh anh em ạ. Cái thằng to tỉnh lắm anh em. To xác có tỉnh dã man luôn.
và mỗi phát chém thì nó sẽ càng lâu hơn. TVS, ok. Dưới mấy thằng to anh em. Dưới thằng to lắm. Tôi đã đứng top 3. Khá căng nhỉ. Hôm qua đúng phát cuối cùng thì được ha. Đấy, lên được đời vua hay đời gì này. Ui dồi ôi, không kịp chạy luôn anh em. Càng nhẹ. Càng đét. Chúng ta đứng thứ 5 rồi. Vừa lên được đời vua xong. Trở lại đời vua này. Cần chỉnh, chuẩn chỉnh thôi, chuẩn chỉnh thôi. Nice, sắp lên đời nữa này. Định lao vào nhưng không được anh em. Quá đen cho được bắn kem luôn ha. Rồi ok. Có được top 1 hay không thì còn nó thuộc vào tùy thuộc vào nhiều thứ lắm anh em. Ui, tôi chưa kịp ấy luôn. Chưa kịp ấy luôn anh em ạ. Chưa kịp hồi chiêu ạ. Thật sự mình vẫn top 1 à. Top 1 anh em ạ. Vẫn đang ở đời robot à. Chưa phải gọi là mạnh nhất đâu. Tĩnh thôi, thằng nào vào thì chém thôi anh em. 15.000 là khá là khó ấy à. Mà tỷ lệ chết chúng ta cũng khá thấp nếu mà đánh kiểu này. Ôi trời ơi. Buồn. Buồn thật sự luôn. Còn 2 phút đấy anh em ơi. Vẫn có thể là top 1 được. Tùy anh em. Nếu còn tùy vào. Mình thích bánh cái nào thì đánh thôi anh em. Đây cái này đánh đấm nhau. Các kiểu thích đấm nhau thì ai đấm thôi. Còn 2 phút nữa anh em ạ. Cũng chưa quan trọng lắm đâu nhá. Ui. Khó nhờ bọn nó. Nhờn. Mình top 2. Đang top 2 anh em ạ. Càng đét. Top 3. Ôi lên sẽ đấm một này. Đang cái đường thẳng này sẽ ngon hơn ha. Gặp mấy thằng châu châu khỏe khỏe đấm ăn được là thắng thôi. Còn hơn 1 phút nữa. Nó chạy thì đừng có đuổi anh em ạ. Nó chạy thì đừng có đuổi. Nên mình thấy là như vậy. Khó phết. Đánh cái gì vậy? Ủa thì thôi. Đuổi theo ta làm gì? Mình top này thôi, mình không cần xuống đâu anh em. Ui thua. Thua rồi. Hơi đáng tiếc, không sao, không top 1 được, lên được mấy đời xịn sò cũng được anh em ạ. Còn giữ top 3 cũng được. Giữ top 3 cũng được anh em ạ. Có khi còn không được top 3, chưa biết được, còn 12 giây nữa. Mình chưa biết được mèo nào cắn mỉu nào. Mấy con bé chắc thua thôi. Ui. 1 giây rồi thôi. Chúng ta top 3 anh em ạ. Chúng ta top 3. Thằng FF là kinh kinh quá.
Rồi và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá. Tập bạn là ngon lắm rồi. Anh em ạ, không việc gì mà phải xấu hổ cả. Tập bạn xịn xó rồi, Evo này. Hôm nay mình tiến hóa lên được đây. Warm Master nha.